Xin chào các bạn, trên tay mình bây giờ là chiếc HP Envy 17 inch và có 3D. Thì kể từ đầu tháng 6 vừa rồi thì HP cũng đã công bố nâng cấp tất cả các dòng Envy lên chip EV Bridge. Và đây là con Envy 17 inch 3D dùng chip EV Bridge đầu tiên tại Tinh Tế. Bây giờ mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này. Các bạn có thể thấy là cái hộp màu đen rất là sang trọng. Hộp của Envy 17 inch nhỏ hơn so với cái hộp phiên bản lần trước. Và đây là máy. Mình sẽ để sang một bên. Đây chúng ta có một cái hộp sạc, được làm với một cái túi riêng rất là tiện lợi để các bạn có thể đem theo. Cục sạc này là 120W. Chúng ta có cái bì rất là đẹp với quảng cáo, hướng dẫn sử dụng, bảo hành. Một cái cuốn sách thiết lập ban đầu không có màu. Và cái phiên bản Envy 17 inch này là phiên bản 3D nên sách này có hỗ trợ sử dụng cái kính 3D luôn. Và đây là cái kính 3D. Kính 3D. Vâng. Rất là đẹp. Và cũng xài pin. Bây giờ mình sẽ trở lại với cái nhân vật chính. Vâng, khi mà mua máy thì các bạn được tặng cho một cái bao bằng nhung để bảo vệ chống trầy xước. Đây là máy. Vâng, máy có kích thước 17 inch khá là to, cũng khá nặng. Mặt trước thì nó được làm bằng nhôm chống xước. Bên trong chúng ta có một cái màn hình 17 inch 3 có hỗ trợ 3D, Envy 17 3D với webcam 720p. Và như cái ký hiệu ở đây thì chúng ta đã biết là cái máy này được trang bị công nghệ âm thanh Beats Audio. Bàn phím thì là cái bàn phím dạng full keyboard với cả các phím numeric và dạng chiếc LED có đèn nền. Trackpad cũng khá là lớn, đa điểm, hai nút chuột thì nó được làm chìm bên trong trackpad luôn. Ở bên đây thì chúng ta có cái nút để kích hoạt cái chương trình âm thanh Beats Audio và cũng là cái nút volume, một cái nút tắt tiếng. Envy 17 inch là một cái dòng máy giải trí, vì vậy nó được trang bị khá là nhiều cổng ra màn hình ngoài, chẳng hạn như HDMI và có hai cổng DisplayPort. Máy này thì không có cổng VGA. Đây có một cái khe USB, khe thẻ nhớ và hai Super Speed USB 3D 3.0. Khe cổng cảm LAN. Phía sau là hệ thống tản nhiệt. Đầu đĩa Blu-ray. Và tiếp tục có 22 cái USB 3.0 nữa và jack âm thanh. Bây giờ mình sẽ mở máy lên. Đây là màn hình chính của HP Envy 17 inch 3D. Và như các bạn có thể thấy là màn hình có phần giải Full HD nên là rất là trong. Bàn phím có đèn. Chúng ta có thể tắt mở cái nút cái đèn này bằng một nút ở trên cái dàn phím function.
sơ lược về cấu hình của HP Envy 3D. Chúng ta có máy sử dụng chip Intel Core i7-3610M là dòng Hybrid, RAM 8GB và card đồ họa là ATI Radeon HD 7850M. Và máy này được trang bị cái ổ cứng 1T. Máy có đến 2 khe cắm ổ cứng. Thang điểm Windows chấm cho máy là 5.9, khá là tốt. Mình sẽ thử cái chức năng của cái nút volume. Chúng ta có thể dặn lên dặn xuống rất là dễ dàng, điều chỉnh volume một cách dễ dàng. Và khi mà nhấn vào cái biểu tượng này luôn thì nó sẽ ra cái phần mềm để mà điều chỉnh các hiệu ứng, trải nghiệm nghe nhạc, những cái thiết lập. Mình sẽ thử mở một cái bài nhạc để mà kiểm tra xem cái chất lượng âm thanh của loa này. Loa máy thì phía trên này chúng ta có một hàng loa và bên dưới cũng có hai loa nằm ở hai bên, nên là âm thanh rất là trong và vang. Xin cảm ơn các bạn.